áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con học sinh đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong chủ đề 14, ôn tập cuối năm, cô cho mình cùng nhau học bài 74, ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng. Luyện tập. Bài 1. Robot cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi trang trí lên cây như hình vẽ. Cô mời các con quan sát hình ảnh. Trên hình ảnh, chúng ta thấy có một cây cổ thụ rất là to và bạn robot đã cắt giấy màu, sau đó trang trí lên cây. Trên cây có rất nhiều các hình tròn, vuông và tam giác. Sau đây, con hãy đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình tam giác. Quan sát hình, chúng ta thấy có 8 hình vuông, 11 hình tròn và 6 hình tam giác. Tiếp tục, câu B yêu cầu chúng mình đếm số hình màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Số hình màu đỏ là 9 hình, số hình màu vàng là 6 hình và số hình màu xanh là 10 hình. Qua bài tập số 1 đã giúp chúng mình kiểm đếm số liệu. Với câu A, chúng ta kiểm đếm số liệu theo hình dạng. Với câu B, ta kiểm đếm số liệu theo màu sắc. Câu C yêu cầu chúng mình kiểm đếm số liệu theo hình dạng và cả màu sắc. Con hãy đếm xem có bao nhiêu hình vuông màu đỏ. Số hình vuông màu đỏ là 3 hình. Số hình tròn màu vàng là 3 hình. Và số hình tam giác màu xanh là 0 hình. Bài 2. Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ như sau. Cô mời các con quan sát hình. Chúng mình lưu ý nhớ đọc phần ghi chú nhé. Mỗi túi tương ứng với 10 quả, mỗi chấm tròn tương ứng với 1 quả. Con hãy đếm xem có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả táo và bao nhiêu quả xoài. Chúng mình thấy ở cột quả cam có 3 túi và 6 chấm tròn. Như vậy, có 36 quả cam. Ở cột quả táo có 5 túi. Như vậy, có 50 quả táo. Ở cột quả xoài có 4 túi và 2 chấm tròn. Như vậy, có 42 quả xoài. Câu B, chọn câu trả lời đúng. Loại quả nào có nhiều nhất? Loại quả có nhiều nhất đó là quả táo với số lượng là 50 quả. Loại quả nào có ít nhất? Loại quả ít nhất là quả cam với số lượng là 36 quả. Bài 3. Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, robot lấy ra 2 quả bóng. Con hãy chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau. A. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh. Điều này là có thể. Câu B. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ. Điều này là không thể. Đáp án C. Trong 2 quả lấy ra có ít nhất 1 bóng xanh. Điều này là chắc chắn.
Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 74, ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng, các con đã được ôn tập củng cố kiến thức về kiểm đếm số liệu, biểu đồ xanh và lựa chọn khả năng. Qua hoạt động kiểm đếm số liệu, yếu tố thống kê và lựa chọn khả năng, yếu tố xác suất, với việc lập biểu đồ số liệu, giải quyết những bài toán thực tế có tình huống, các con được phát triển năng lực lập luận toán học và năng lực mô hình hóa toán học. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.